chương 41 Mỹ nữ cảnh hoa gia nhập vào đoàn đội, ngươi cảm thấy ta giống như là đi chịu chết sao? 4. 4. Nghe đọc truyện miễn phí tại truyện chấm audio Ông, động cơ ầm vang, xe thiết giáp mạnh mẽ động năng, trực tiếp đánh bay bốn phía hợp lại bầy zombie, cấp tốc vội vã mà đi. Kế tiếp ngươi có tính toán gì không? Chạy ra khỏi bầy zombie, Giang Thành đem tốc độ chậm lại. Liễu Vũ Khanh cũng nhìn về phía Triệu Chỉ Nhu, nàng biết Giang Thành coi trọng người Mỹ nữ này cảnh hoa, hơn nữa cũng thuận lợi tới một cái anh hùng cứu Mỹ nhân, đem đối phương kéo đến trên xe, nhưng đối phương đến cùng có thể hay không gia nhập vào bọn họ, vẫn là khó nói đâu. Ta! Ta không biết! Mới trầm tĩnh lại Triệu Chỉ Nhu, nghe được Giang Thành lời nói, sắc mặt nhất thời ngẩn ra, cái này mới phản ứng được, đội ngũ của mình dường như hiện nay liền thừa lại tự mình một người tuy là còn không biết bót cảnh sát tình huống thế nào, nhưng đến bây giờ cũng không có tin tức truyền đến, trần thúc bọn họ chắc là giữ nhiều lành ít. Ánh mắt ở triệu chỉ nhu cái kia đùi đẹp thon dài, còn có y phục kia dán vào eo nhỏ bên trên nhẹ nhàng đảo qua, Giang Thành cười cười, Vũ Khanh, đem cái kia video theo dõi cho nàng nhìn một chút. Tốt. Liễu Vũ Khanh bằng lòng một tiếng. Đem trần thúc mấy người bị xuất thủ zombie đoàn diệt video đều lấy ra ngoài. Gia viết, xúc tua zombie hiện tại cái gì tình huống? Giang Thành liếc nhìn trung khống display, dò hỏi. Tiên sinh, con kia xúc tua zombie vẫn ở chỗ cũ sở cảnh sát phụ cận du đảng. Bị dẫn dắt trời đi đám kia zombie ở cái gì vị trí? Giang Thành lần nữa hỏi. Tiên sinh, bọn họ ở đường phố phía sau 800 mét chỗ. Nhanh như vậy liền đuổi theo tới. Ở Giang Thành hỏi Gia Viết tình huống lúc liễu vũ khanh đứng dậy rời đi kế bên người lái đem lấy ra video theo dõi đưa cho triệu chỉ nhu đây là triệu chỉ nhu nhận lấy điện thoại di động không rõ vì sao nhìn xong ngươi sẽ biết liễu vũ khanh nở nụ cười hai phút phía sau cầm điện thoại di động triệu chỉ nhu thở dài một tiếng trần thúc bọn họ quả nhiên xảy ra ngoài ý muốn a à. giống như vậy zombie bên trên tân thành phố không phải ít thậm chí kế tiếp theo thời gian đưa đẩy, chỉ càng ngày sẽ càng nhiều. Phân phó Gia Viết giám sát bốn phía đường phố tình huống, Giang Thành quay đầu nhìn về phía Triệu Chỉ Nhu, có muốn nghe một chút hay không ý định của chúng ta? Các ngươi tính toán gì? Triệu Chỉ Nhu nghi hoặc. Giang Thành chỉ học ra ba chữ, đoạt sở cảnh sát. Đoạt sở cảnh sát. Triệu Chỉ Nhu ngạc nhiên, ngươi là nói, ngươi có nắm chắc đối phó trong bót cảnh sát những zombie đó. Giang Thành cười cười, ngươi cảm thấy ta giống như là đi chịu chết sao? Nếu không phải đi chịu chết, cái kia dĩ nhiên chính là có biện pháp đối phó rồi. Thấy Giang Thành không giống nói đùa, Triệu Chỉ Nhu biểu tình nhận chân, ngươi định làm gì? Như thế này nhìn cũng biết. Mười phút sau, Giang Thành lái xe thiết giáp, xuyên qua mấy con phố, đi tới một cái con đường chính ngã tư đường, bót cảnh sát đường nét xuất hiện ở cuối tầm mắt ngồi ở vị trí kế bên tài xế liễu vũ khanh như trước phụ trách quan sát đến tình huống chung quanh mặc dù phần lớn zombie bị dẫn đi nhưng trên đường như trước có một ít cá lọc lưới bị xe thiết giáp hấp dẫn từ xó xỉnh âm u bên trong đi ra hơn nửa một đi ngang qua tới giang thành phát hiện so sánh hoa vinh khu hải tân khu có thể thấy người sống sót ít hơn rất nhiều có lẽ là bởi vì nơi này cách qua sông đại kiều gần đại thể người sống sót bị binh phương đón đi cũng có lẽ là chết ở mặt nhật lúc bộc phát trong hỗn loạn. Phát hiện xuất tua zombie. Thời khắc quan sát đến Liễu Vũ Khanh, đang thiết giáp xe trải qua một cái giao lộ lúc, khoảng cách sở cảnh sát bất quá 80 mét lúc, lập tức phát hiện đang ở xúc tua zombie thân ảnh. Ông, Giang Thành lái xe thiết giáp, nghiền ép lấy zombie cùng mặt đất tàn thi cục tay, chân đạp chân ga, làm cho xe thiết giáp tốc độ cấp tốc nói thăng lên, đồng thời một đại bánh lái, thẳng tắp vọt tới. Vũ Khanh, các ngươi chuẩn bị sẵn sàng. Giang Thành nhìn chầm chầm du đang ở cửa cảnh cục xúc tua zombie, trực tiếp đem chân gà hung hăng đạp xuống. Giải khai. Liễu Vũ Khanh bằng lòng một tiếng, đưa tay đặt ở cửa xe công tắc bên trên, tùy thời chuẩn bị xong xuống xe. Từng, biết. Triệu Chỉ Nhu cũng lấy ra chính mình súng lục cùng Tôn Hải Thương, hai tay cầm thương, tùy thời chuẩn bị yểm hộ phụ trách đi lấy vũ khí túi Liễu Vũ Khanh liền tại hai phút trước, Triệu Chỉ Nhu đã chính thức thỉnh cầu, gia nhập vào đội ngũ của bọn họ. Đối với lần này, Giang Thành tự nhiên không chút do dự đáp ứng rồi, dù sao coi như nàng không phải chủ động mở miệng, hắn cũng sẽ phát sinh mời, đưa nàng lưu lại. Phía trước khi biết nữ hoa khôi cảnh sát tên phía sau, Giang Thành liền làm cho Gia Viết đi thăm dò, cuối cùng, tra được một cái phi thường một cách không ngờ kết quả. Vị nữ cảnh sát này phi thường không đơn giản, cũng không phải là phổ thông cảnh viên, mà là đặc cảnh đội cấp tinh anh nhân vật, không chỉ có liên tục ba giới toàn quốc vô địch tác xạ, càng là am hiểu gần người bác kích. Nếu như nói, lúc trước tính cách của nàng cùng vóc người dung nhan trị chỉ chiếm mời nàng nguyên nhân 5 phần 10, vậy bây giờ đã đề thăng tới chín thành. Xe thiết giáp tốc độ cực nhanh, 80m khoảng cách chớp mắt đã đến. Thình thịch, một tiếng vang thật lớn xe thiết giáp thẳng tắp đụng vào còn chưa kịp phản ứng xúc tua zombie trên người, mạnh mẽ động năng, trong nháy mắt đem đụng bay ra ngoài. Chi, đánh bay xúc tua zombie phía sau, Giang Thành lập tức đạp phanh lại, xăm lốp xe ma sát mặt đất phát sinh thanh âm chói tai, như mảnh thú xe thiết giáp trong nháy mắt ngừng lại. Lúc này bọn họ khoảng cách bị đụng bay ra ngoài xúc tua zombie bất quá hơn 10 thước, mà cự ly này mấy cái vũ khí túi, lại là chỉ có 4, 5 m khoảng cách đề kế hoạch hành sự. Là. Liễu Vũ Khanh bằng lòng một tiếng, mở cửa xe, cũng không để ý Chu Vi nghe được động tĩnh, cuộn trào mãnh liệt tới được mười mấy con zombie, trực tiếp nhảy xuống xe, xông về mấy cái vũ khí túi. Ôi ôi! Hống! Mà cái này cử động, cũng để cho Chu Vi cái kia tràn lên mười mấy con zombie, thật sâu bị đâm kích, trừng mắt một đôi tinh hồng huyết nhãn, mặt lộ vẻ dữ tận đánh tới. Rầm rầm rầm, nhưng mà đúng vào lúc này, từng viên một viên đạn bay tới, lập tức, từng cái lỗ máu xuất hiện ở đầu của bọn họ bên trên, thân thể bọn họ mềm nhũng, ngã trên mặt đất. Rầm rầm rầm, chỉ thấy hai tay cầm thương triệu chỉ nhu, đã tới trần xe, trong tay hai cây súng không ngừng bắn, đem càng xa xăm họp lại zombie, nhanh chóng bạo đầu kích sát. Lấy được. Có triệu chỉ nhu yểm hộ, liễu vũ khanh cấp tốc đem từng cái trang bị các loại vũ khí cùng đạn vũ khí túi linh thượng xe, Nhất thời, Triệu Chỉ Nhu súng bắn chim đổi pháo, trong tay trực tiếp cầm một bả M4 súng trường. PS. Phiếu đánh giá, động đất à, không. Đây là địa chấn của tháng này. Đây là siêu phẩm của tháng. Tải áp nghe trọn bộ ở phần mô tả. Chương 42. Miễu sát. Điên cuồng thu gặt tích phân. 1, 3. Nghe đọc truyện miễn phí tại truyện chấm audio. Bên kia xúc tua zombie đang bị đánh bay phía sau, lập tức bò dậy, chỉ là lúc này thân thể hắn, đã hoàn toàn đã không có người dáng dấp. Cả người xương cốt nhiều chỗ gãy, tứ chi càng là nhìn không ra bộ dáng lúc trước. Đây là nó bằng vào bản năng, dùng 8 cái xúc tua liều mạng bọc lại chính mình kết quả, bằng không đã sớm treo. Quả nhiên đáng sợ, cái này dĩ nhiên có bất tử. Cầm trong tay súng ngắm hạng nhẹ bắn đinh thương đồng dạng đứng ở trần xe Giang Thành, nhìn lấy trước mặt dùng tám cái xúc tua chống đất, như tri chu vậy đứng yên xúc tua zombie, tắm tắt lên tiếng. Hống, xúc tua zombie bỗng nhiên phát sinh gầm lên giận dữ, tám cái xúc tua đồng thời vừa dùng lực, thân thể như đạn pháo phóng ra vậy bay lên, xông về Giang Thành. Sinh khí. Giang Thành nhíu mày, lập tức vừa nhấc súng ngắm hạng nhẹ bắn đinh thương, trực tiếp bóp cò. Phanh, một tiếng súng vang, một cây đinh thép bay ra, trực tiếp bắn về phía xúc tua zombie đầu. Ken, nhìn lấy bị xuất thủ đánh rơi đinh thép, Giang Thành cảm thán một tiếng, bắn đinh thương chung quy chỉ là bắn đinh thương, quy lực đạt tới, tốc độ cũng không đủ. Bắt ngươi thử xem tinh lương cấp nê, phan mã tấu uy lực A. Đón tốc độ không giảm, cấp tốc xông tới xuất tua zombie, Giang Thành bỏ qua súng nhắm hạng nhẹ bắn đinh thương, từ hệ thống trong kho hàng lấy ra nê, phan mã tấu. Nếu như có thể không gần người chiến, cái kia tự nhiên tốt nhất, nhưng bây giờ lúc này, hắn cũng không có lựa chọn khác. Hống, nhìn lấy Giang Thành chủ động chào đón, xúc tua zombie phản phất cảm giác mình là bị coi thường vậy, nhất thời càng thêm phẫn nộ, đóng to hơn Giang, trên người tám cái xúc tua cũng từ bốn phương tám hướng hướng về Giang Thành bao vây. Bá, vèo. Một đạo thịt bị cắt mở thanh âm vang lên. Nó mọi việc đều thuận lợi xúc tua. Chặt đứt. Cũng không hề tưởng tượng lợi hại như vậy nha thấy mình đơn giản chém liền chặt đứt người này một căn xúc tua, Giang Thành hơi có chút ngoài ý muốn. Ở nơi này câu hạ xuống trong nháy mắt, nhiều mưa dòng gió giật công kích nhất thời đánh tới. Giang Thành cũng không lui lại, sau khi cường hóa lực lượng cùng phản ứng thần kinh, làm cho hắn có thể đủ dễ dàng chứng kiến cái gia hỏa này sở hữu chạm tay huy động quỷ tích. Mà hắn phải làm, chỉ là huy động nê, pan mã tấu, nên đón chém đứt là được rồi. Vèo, hai cây vèo, ba cái. Vèo, bốn cái. Lục căng. Phu phu, liền tại giang thành chặt đứt xúc tua zombie để lục cây chạm tay trong nháy mắt, bằng vào xúc tua đứng yên xúc tua zombie, nhất thời mất đi cân bằng, ngã trầm trên mặt đất. Sấn ngươi bệnh đòi mạng ngươi. Giang thành cấp tốc đuổi kịp, đem còn sót lại hai cây xúc tua cũng cùng nhau chặt đứt. Ôi ôi! Ôi ôi! Liền cuối cùng hai cây xúc tua cũng mất đi, xúc tua zombie liền như cùng nhổ răng lão hổ, lại không có uy hiếp. Phanh, Giang Thành một cái lắc mình, lấy ra bên hông trung xứng bắn đinh thương, trực tiếp đè ở trên đầu của nó, bóp cò, đem bạo đầu. Bang bang, từ xúc tua zombie trên người thu hồi ánh mắt, Giang Thành bóp cò, thuận tay giải quyết hết hai con ý đồ đến gần phổ thông zombie, xoay người cấp tốc về tới xe thiết giáp bên trên. Giang Thành dò hỏi, gia viết, bị dẫn dắt trời đi đám kia zombie đến đâu rồi? tiên sinh, khoảng cách các ngươi còn có 200 m. chênh lệch thời gian không nhiều lắm. Lại nói tiếp dường như dùng thời gian rất lâu, trên thực tế, từ xe đổ đến bây giờ, bất quá mới, chỉ có ba mươi mấy giây mà thôi. Triệu Chỉ Nhu cùng Liễu Vũ Khanh thấy Giang Thành giải quyết rồi xuất tua zombie, cũng cấp tốc lùi về đến rồi trong xe. Giang Thành, chúng ta kế tiếp làm như thế nào? Triệu Chỉ Nhu thở hổn hển, quay đầu nhìn về phía đường phố phía sau cái kia cấp tốc vọt tới đại lượng zombie, 200m không tính là xa, lấy những thứ này zombie tốc độ, sợ rằng tối đa hơn một phút đồng hồ là có thể xông lại. Nhất là cầm đầu hai con tiến hóa zombie, nàng càng là đã có thể thấy rõ ràng bọn họ mặc giữ tận kia. Bắt đầu bước tiếp theo kế hoạch. Giang thành chân đạp chân ga, một tá bánh lái, lái xe thiết giáp, hấp dẫn zombie, hướng lúc trước chôn xong bảy rập lái đi. Ngươi làm như thế nào? Dĩ nhiên chỉ dùng 30 giây liền đem con kia xúc tua zombie giải quyết rồi. Ngồi ở buồng sau xe Triệu Chỉ Nhu, đối với mới vừa yểm hộ Liễu Vũ Khanh lúc thấy hình ảnh, như trước không thể tin được. Cái kia xúc tua zombie động tác thực sự quá nhanh. Nhanh đến liền nạn đều thấy không rõ lắm. Nhưng bị Giang Thành cho ung dung đánh chết. Quả thực quá bất khả tư nghị. Thực lực. Giang Thành cười cười, Triệu Chỉ Nhu nhất thời không lời chống đỡ. Ngồi ở vị trí kế bên tài xế Liễu Vũ Khanh thấy thế, không khỏi cười cười, bởi vì ngày hôm qua nàng lần đầu tiên chứng kiến Giang Thành thời điểm xuất thủ, cũng là như vậy. Đều chuẩn bị sẵn sàng, phía trước chính là chôn bẫy rập địa phương. Giang Thành liếc nhìn trung khống trên màn ảnh bản đồ, nhắc nhở một tiếng. Gia viết, khống chế xe thiết giáp. Được rồi, tiên sinh. Gia viết bằng lòng một tiếng, lập tức tiếp nhận lái xe quyền. Bởi vì lúc trước từng có một lần kinh nghiệm, lần này cũng có vẻ quen việc dễ làm, ở đem lái xe quyền giao cho Gia Viết phía sau, Giang Thành từ vũ khí trong túi xuất ra một bả hạng nhẹ súng ngắm, mở ra cửa sổ trên mái nhà. Lúc này, cái kia mấy trăm con zombie cùng cái kia hai con tiến hóa zombie, vừa lúc đến đó ngã tư đường, thậm chí đã đem cái kia mười cái thùng dầu đều bao vây. Cái này chỗ đứng, vừa lúc. Giang Thành nhếch miệng cười, trực tiếp giơ tay lên bên trong hạng nhẹ sniper dripper, ống kính nhắm tập trung. Liễu Vũ Khanh bắt chuyện Triệu Chỉ Nhu một tiếng, ngồi vững vàng, che tốt lỗ tai. Phanh, thình thịch, kèm theo một tiếng súng vang, một đạo vô luận uy lực vẫn là động tĩnh, đều so với vài dầu xe bạo tạc muốn nhỏ rất nhiều tiếng nổ mạnh, nhất thời vang lên. Bố trí 10 cái thùng dầu tiểu ngã tư đường, sáng lên một đạo có cao 10 mét biển lửa, đem bao quát hai con tiếng hóa zombie mấy trăm con zombie toàn bộ nuốt sống đi vào chỉ là đợi hỏa quan sau khi biến mất giang thành phát hiện hai con tiến hóa zombie lại vẫn không có bị hoàn toàn nổ chết mười thùng uy lực không đủ a à. lúc này lần nữa bắp cò phanh phanh màu đỏ sậm huyết hoa bắn tóe hai phát viên đạn trực tiếp đem bọn họ bạo đầu xác định không có gì bỏ sót giang thành xoay người một lần nữa về tới trên xe nắm trong tay lái xe quyền, tiếp tục lên đường. Mục tiêu, khách sạn Hilton. PS. Phiếu đánh giá, động đất à, không. Đây là địa chấn của tháng này. Đây là siêu phẩm của tháng. Tải áp nghe trọn bộ ở phần mô tả. Chương 43. Cho dù là đem trọn cái bên trên tân thành phố đều làm hỏng, cũng tuyệt không thể làm cho virus khuếch tán ra. 2, 3, Nghe đọc truyện miễn phí tại truyện chấm audio. Ly khai sở cảnh sát phía sau, xe thiết giáp chân ga cùng oanh, chỉ dùng vài chục phút, liền về tới rộng rãi trên đường chính. Liễu Vũ Khanh cùng Triệu Chỉ Nhu khả năng bởi vì tinh thần vẫn bảo trì cao độ tập trung, ở sau khi chiến đấu kết thúc, chỉ cảm thấy thể xác và tinh thần đều mỏi mệt, cũng không kịp cùng Giang Thành chào hỏi, hai người liền nằm chết dí buồn sau xe trên giường lớn, trực tiếp ngủ. Sau khi thông qua nhìn kính, nhìn lấy hai nạn cái kia lưu nhân tư thế ngủ, Giang Thành biểu môi, sớm muộn gì đem cái này hai làm. Sau 20 phút, Gia viết, xe thiết giáp giao cho ngươi. Ly khai hải tân khu náo thì khu, tiếng nhập người ở thưa thất vùng ngoại thành phía sau, Giang Thành vô cùng dứt khoát đem lái xe quyền giao cho Gia viết. Hắn cũng không phải thiết nhân, tối hôm qua ngủ vốn là không thế nào tốt, từ sáng sớm đến giờ, càng là đánh hai trận đại chiến, hầu như đều không nghỉ ngơi qua, coi như các phương diện thuộc tính đều mạnh hóa, hắn cũng hồi không được tiêu hao như thế. Hơn nữa, hiện tại không phải nắm chặt nghỉ ngơi, như thế này đến rồi khách sạn hưu tầng, cần thanh lý zombie thời điểm, thì càng không có cơ hội nghỉ ngơi. Ở đem lái xe quyền giao cho gia viết phía sau, Giang Thành đưa qua một chai thủy một hơi thở đổ xuống, lại đi lấy hai khối bánh mì, ăn. Đồng thời, thừa dịp thời gian nghỉ ngơi, mở ra hệ thống thưởng cho nhật ký kiểm tra đoạt sở cảnh sát trong lúc lấy được thu hoạch. Ken Lợi dụng trung xứng bản bắn đinh thương thành công kích sát một con phổ thông tiến hóa zombie, thưởng cho tích phân vi 100. Ken Làm nổ thùng dầu thành công kích sát 643 chỉ zombie, thưởng cho tích phân 643. Ken Lợi dụng hạng nhẹ Sniper Dripper thành công kích sát hai con phổ thông tiến hóa zombie. Thưởng cho tích phân 200 cũng không tệ lắm, thêm lên còn lại linh linh tán tán kích sát phổ thông zombie lấy được tích phân, cái này một lớp cũng có hơn một ngàn tích phân, lại tăng thêm lúc trước làm nổ vài dầu xe, lấy được hơn hai ngàn tích phân, không sai biệt lắm bốn ngàn. Giang Thành hài lòng gật đầu, bàn tính một chút, ánh mắt hướng về những thứ kia lắp ráp các loại vũ khí vũ khí túi, một cái kế hoạch dần dần hiện lên trong lòng. Cùng lúc đó, Đông Hải ngoại ô thành phố bên ngoài tới gần bên trên tân thành phố biên giới, có một tòa đường kính ba cây số có thừa binh doanh. Binh doanh ngoại vi lấy hai tầng thanh sắt tường vây, vòng trong còn có một tầng thùng đựng hàng lâm thời tạo thành tường vây, lúc này, từng vị hạng nặng binh lính võ trang đang tay cầm súng trường đứng thẳng trên đó, dọn dẹp tới gần thanh sắt tường rào zombie. Bên trong trại lính, càng là có từng nhóm binh sĩ qua lại tuần tra, để ngừa đột phát tình huống. Trừ cái đó ra, thiên thượng còn lẫn quẩn ba chiếc phi cơ trực thăng võ trang, thời khắc quan sát đến binh doanh tình huống chung quanh, để ngừa đại quy mô bầy zombie xuất hiện. Còn có một trận chiếc máy bay trực thăng, từng chiếc một xe thiết giáp, xe chuyển vận cùng với hai chiếc xe tăng đứng ở binh doanh đợi mệnh, tùy thời chuẩn bị xuất phát. Lục Cương, Đông Hải binh khu thiếu tướng, phụ trách điều tra cùng giám sát bên trên tân thành phố cảm nhiễm tình huống người tổng phụ trách, trong đó cũng bao quát điều tra cùng ứng đối một ít tình huống dị thường. Tỷ như tiến hóa zombie xuất hiện, chỗ vị trí, số lượng chờ, các loại. Lúc này, binh doanh trung tâm chỉ huy tác chiến, thân hình cao lớn cao ngất lục cương, cùng còn lại sáu vị thượng tá, đang sắc mặt nghiêm túc nhìn lấy vệ tinh trên màn ảnh, vệ tinh truyền tới hình ảnh. Đó là bên trên tân thành phố Hải Tân trong vùng một cái tiểu ngã tư đường, mặt đất bao quát chung quanh kiến trúc, lấy ngã tư đường trung tâm làm tâm điểm, hướng ra phía ngoài khuếch tán, đều là một mảnh tổn hại cháy đen trừ cái đó ra, trong hình mơ hồ còn có thể chứng kiến bị tạc toái cháy rụi tàn thi cục tay, trong đó hai con đối lập nhau coi như hoàn chỉnh tiến hóa zombie thi thể, càng thấy được. Lục tướng binh, ngay hiện tại chỗ đã thấy, chính là vài phần chung trước giám sát đến dị thường năng lượng phản ứng sở tại. Lúc trước chúng ta ở giám sát đến phía sau, liền trước tiên lợi dụng vệ tinh tra xét, nhưng chỉ có thể nhìn được trước mắt đổ nát thê lương. Một vị nhân viên văn phòng báo cáo. Nhìn lấy trong hình các loại vết tích, sở hữu nhiều năm kinh nghiệm tác chiến lục cương, có thể kết luận, đây không phải là một hồi ngoại ý muốn, mà là bởi vì tạo thành. "Điều lấy xung quanh theo dõi sao?" Lục Cương hỏi. "Đã điều lấy, bất quá bởi vì bạo tạc, khoảng cách tương đối gần giám sát đã toàn bộ hư hao không cách nào điều lấy, xa hơn một chút giám sát, không có phát hiện bất cứ dị thường nào." Nhân viên văn phòng lần nữa báo cáo. "Tốt, ta biết rồi." Lục Cương gật đầu, phân phó nói: "Các ngươi tiếp tục quan tâm việc này, một ngày phát hiện bất cứ dị thường nào, lập tức hướng ta hội báo." "Là." Bao quát hội báo vị này nhân viên văn phòng, cùng trung tâm chỉ huy tác chiến còn lại hơn 10 vị đang ở thao khống điện não, thời khắc quan tâm các nơi thăm dò cùng dị thường nhân viên văn phòng nhóm, lập tức đứng dậy cúi chào đáp lại nói. Sau đó, Lục Cương dẫn theo 6 vị thượng tá, xoay người ly khai trung tâm chỉ huy tác chiến đi vào một gian phòng họp. Tiến nhập phòng họp, phân ngồi ở bàn dài hai bên sáu vị thượng tá, lúc này nhíu chặt lông mày, chỉ là vấn đề bọn họ lo lắng, cùng lục cương bất đồng, bọn họ lo lắng, đây là tiến hóa zombie tạo thành động tỉnh. Bọn họ là cấp trên sai khiến nhằm vào bên trên tân thành phố tình huống, ở các nơi bố phòng người phụ trách. Lão Triệu, ngươi nói có phải hay không là tiến hóa zombie tạo thành? Mặt chữ quốc tuần thượng tá, tráng ngưng tụ thành chữ xuyên căn cứ tối hôm qua ở trên cầu cao xuất hiện tiến hóa zombie đến xem, không phải là không có khả năng này. Vóc người hơi lộ ra khôi ngô triệu thượng tá, bừng chén nước, suy nghĩ nói. Căn cứ cấp trên gửi tới tư liệu biểu hiện, tiến hóa zombie chia rất nhiều chủng, không phải bài trừ tiến hóa ra trí tuệ có thể so với loài người zombie khả năng. Làn da ngâm đen lý thượng tá, cầm một phần tư liệu liếc nhìn nói rằng. Cái khác ba vị thượng tá nghe xong, chân mày nhíu càng sâu hơn lục cương phát hiện bọn họ càng nói càng là thái quá lúc này xua tay cắt đứt bọn họ đều chớ đoán mò cái kia vệ tinh trong hình nhưng là có hai con tiến hóa zombie thi thể căn cứ hiện hữu tình huống đến xem ngoại trừ phổ thông zombie ngẫu nhiên có lẫn nhau công kích tình huống tiến hóa zombie còn không có tình huống tương tự xuất hiện hơn nữa nhìn cái kia nám đen vết tích rõ ràng là vật gì bạo tạc tạo thành bằng vào điểm này có thể phán đoán đây không phải là tiến hóa zombie làm ra tuyệt đối là một ít người sống sót làm. Lục Cương lời nói dừng một chút, vừa tiếp tục nói. Bên trên tân thành phố tình huống, các ngươi cũng đều rõ ràng, tuyệt đối không thể thất thủ. Sở dĩ các ngươi phụ trách các nơi bố phòng, nhất định phải nghiêm mật bền chắc, không phải qua loa. Cấp trên cũng nói, cho dù là đem trọn cái bên trên tân thành phố đều phá hủy, cũng tuyệt không thể làm cho virus khuếch tán ra. Đều nghe rõ chưa? Minh Bạch mấy người vừa nghe lập tức đứng dậy nghiêm túc đáp lại nói mấy cái thượng tá sau khi rời khỏi đây lục cương ngồi một mình ở phòng họp suy tính một vấn đề nếu như là người sống sót vậy bọn họ là làm sao làm được có thể giết chết tiến hóa zombie đây cũng không phải là đơn giản chất nổ có thể giải quyết a à. buổi sáng cũng xảy ra cùng nhau tình huống tương tự đây là vừa khớp vẫn là đồng nhất hỏa người sống sót vấn đề này lục cương không nghĩ ra nhưng trực giác nói cho hắn biết chuyện này đáng giá chính mình coi trọng nghĩ tới đây hắn không do dự lập tức làm ra quyết định đem bên này phát sinh dị thường cùng mình một ít suy đoán cùng suy đoán hồi báo lên rất nhanh chuyện này cũng đưa tới tầng cao hơn binh bộ cùng văn bộ coi trọng bắt đầu đối với chuyện này tiến hành lưu ý lưu ý đến tiếp sau hay không còn có tình huống tương tự phát sinh ps phiếu đánh giá động đất à không đây là địa chấn của tháng này. Đây là siêu phẩm của tháng. Tải áp nghe trọn bộ ở phần mô tả. Chương 44 Chẳng lẽ tiến hóa zombie đều bị quân bộ phái ra đội cứu viện đánh chết? 3. 3. Nghe đọc truyện miễn phí tại truyện chấm audio. Hoàng hôn ánh tà dương từ phía trên bên rơi xuống, kim hoàng kim vàng, ánh sấn trứ mạng lớn ráng đỏ, vô cùng sáng lạng, nếu như không có những thứ kia làm người ta nôn mửa zombie, buổi hoàng hôn này tuyệt đối rất đẹp. Ông, một chiếc ngoại hình khí phách như mảnh thú xe thiết giáp, ở trên đường phố rộng rãi quên quá khứ, ven đường một ít du đảng zombie, trực tiếp bị đánh bay, hoặc là nghiện ép ở xăm lốc xe dưới, bắn tung tóe ra mảng lớn tiên huyết. Lại không cách nào làm cho xe thiết giáp chậm lại chút nào. Đã 5 giờ rưỡi. Mở ra cần gạt nước khí, đem kính trắng gió ở trên vết máu cho cọ rửa sạch, gian thành duỗi người, liếc nhìn bản đồ, khoảng cách khách sạn hưu tầng còn có hai cây số liễu vũ khanh cùng triệu chỉ nhu đã tỉnh đang ngồi chung một chỗ ăn bánh mì đệm cái bụng bọn hắn bây giờ đã tiến nhập khách sạn hưu tầng chỗ ở thị trấn lâm vịnh huyện cái thị trấn này tọa lạc tại bên trên tân thành phố cùng thành phố đông hải chỗ giao giới bởi vì có thể nhanh nhất đạt đến thành phố đông hải qua sông đại kiều cùng đường sắt cao tốc đứng đều ở đây lâm vịnh huyện sở dĩ cái thị trấn này phát triển cũng không kém chiếm diện tích cũng đồng dạng mênh mông, đường kính hơn 10 km. Giang Thành xuyên thấu qua cửa sổ xe nhìn một chút hai bên đường phố, phát hiện hầu như khắp nơi đều là khô khốc nâu vết máu, kiến trúc càng là không có một tòa hoàn hảo. Gia viết, tra một chút hiu tần tử điếm xung quanh cùng tình huống nội bộ. Đi qua hai bên đường phố, cái kia so với Hoa Vinh khu cùng Hải Tân khu đều muốn không xong rất nhiều tình huống đến xem, nơi đây hiển nhiên không có đơn giản như vậy. Tiên sinh, Hưu Tần Tửu Điếm chung quanh tình huống. Theo gia viết thanh âm vang lên, Hưu Tần Tửu Điếm xung quanh cùng nội bộ tình huống điều tra đi ra, cũng chứng minh rồi gian Thành phán đoán không có sai. Bởi vì đường sắt cao tốc đứng nguyên nhân, nơi đây trở thành bên trên Tân thành phố sớm nhất bạo phát zombie nguy cơ một trong những địa phương. Mà lại bởi vì nơi này là nhanh nhất có thể đạt đến thành phố Đông Hải đường, đưa tới đến tiếp sau càng ngày càng nhiều chạy trốn người sống sót chạy tới bên này làm cho Lâm Vịnh huyện Thủy Chung rơi vào đại trong hỗn loạn. Cuối cùng, làm cho cái thị trấn này trực tiếp không chịu nổi gánh nặng, hoàn toàn luân hãm. Hầu như tất cả địa phương đều bị khô khốc huyết dịch nhuộm thành nâu. Bên cạnh đại bộ phận kiến trúc cũng đều hư hại vô cùng nghiêm trọng, có chút trong phòng thậm chí còn ở thiêu đốt hỏa diễm. Tương đối may mắn chính là, so sánh với những thứ kia hư hại kiến trúc, hiu tần tử điếm coi như hoàn hảo, không có chịu đến quá sóng lớn cùng, khả năng bởi vì là tử điếm cấp 5 sao, việc gìn giữ an ninh làm tương đối đúng lúc A. À. Còn như người sống sót? Đã một cái cũng không có, dù sao cũng là ở trên tân thành phố cùng thành phố Đông Hải chỗ giao giới, cứu viện tương đối dễ dàng, cho nên có thể cứu đều cứu đi, còn như cứu không được, cũng đều chết ở zombie trong miệng. Sau đó bên trong tử điếm tình huống, căn cứ gia viết hội báo, mỗi cái tầng lầu zombie cũng không nhiều, trong đó hơn phân nửa bị khóa ở trong phòng non nữa trong hành lang du đảng tiến hóa zombie một con cũng không phát hiện chẳng lẽ tiến hóa zombie đều bị binh bộ phái ra đội cứu viện đánh chết giang thành âm thầm suy nghĩ giang thành phía trước ngã tư đường lại hoàn toàn lấp kín đã ăn mì xong bao ngồi ở vị trí kế bên tài xế cầm một bộ ống nhòm thời khắc chú ý tình huống bốn phía liễu vũ khanh nhắc nhở có thể quệ trái lượng quanh một cái bất quá không xác định bên kia có hay không cũng lấp kín. Phụ trách kiểm tra bản đồ lộ tuyến Triệu Chỉ Nhu nói rằng: "Tốt." Giang Thành đáp lại một tiếng, một tá bánh lái, đi vào bên trái một con phố. Bởi vì đại hỗn loạn, thị trấn đại bộ phận giao lộ cài đặt theo dõi trụ tử đều bị đâm cháy, còn như đường phố bên cạnh kiến trúc, cùng thương gia cửa cửa hàng cài đặt giám sát, có thể phạm vi dò xét phi thường hữu hạn, căn bản không được cái gì tác dụng cuối cùng đưa tới gia viết không cách nào vì hắn thời gian thực giám sát đường tình huống, đúng lúc nhắc nhở thay đổi lộ tuyến, càng là không cách nào đem lái xe quyền giao cho gia viết, chỉ có thể dùng nguyên thủy nhất biện pháp, dùng mắt thường đi xem. Còn tốt, hắn cũng không là một người, có liễu Vũ Khanh cùng Triệu Chỉ Nhu ở, ngược lại cũng sẽ không làm lỡ quá nhiều thời gian. Cuối cùng tha gần 10 phút, cuối cùng đã tới hưu tần tử điếm đại lâu phụ cận. Bất quá xuất phát từ cẩn thận, hắn cũng không có trực tiếp lái xe qua, mà là vây quanh đại lâu tha vài vòng. Lúc trước bên trong tử điếm tình huống, Gia Viết là cơ bản tra xét xong, có thể tử điếm bên ngoài tình huống, bởi vì từng cái lộ khẩu camera giám sát hư hao, dò xét kết quả cũng rất mơ hồ. Còn tốt, tha vài vòng, phụ cận cũng không có phát hiện gì thường gì, bao quát chung quanh khu buôn bán cùng một khu cư xá. Lập tức, Giang Thạnh đạp chân ga, cấp tốc đem bị xe thiết giáp hấp dẫn gần trăm con zombie bỏ rơi, sau đó đem xe thiết giáp đậu ở tử điếm một cái lầu hai cửa sổ mở phía dưới. Giang Thành dừng xe xong, ly khai chỗ tài xế ngồi, nhìn về phía từng người đeo một cái chứa nhu yếu phẩm túi đeo lưng liễu Vũ Khanh cùng Triệu Chỉ Nhu, tất cả chuẩn bị xong chưa? Từng. Hai người đồng thời gật đầu. Lúc này, Giang Thành cũng không lời nói nhảm, xúc lên chính mình tại trên đường liền chuẩn bị xong ba lô, liền mở ra cửa sổ trên mái nhà, leo lên nóc xe. Liễu Vũ Khanh cùng Triệu Chỉ Nhu hành động cấp tốc, lập tức đuổi kịp. Các ngươi chú ý tình huống bốn phía, ta đi lên trước. Giang Thành ngẩng đầu nhìn một chút, coi như đứng ở trần xe, cách hắn như trước có gần một thước cao độ lầu hai cửa sổ. Từng, minh bạch. Triệu Chỉ Nhu bằng lòng một tiếng, lập tức lấy ra lúc trước Giang Thành giao cho nàng trung xứng bắn đinh thương. Đồ chơi này tuy là uy lực cùng tầm bắn đều so với súng lục sai, nhưng thắng ở tiếng ồn nhỏ, súng lục mặc dù gắn ống hãm thanh, cũng không nó tiếng ồn nhỏ, ngược lại là phi thường thích hợp hiện ở loại tình huống này sử dụng. Bang bang, triệu chỉ nhu bóp cò, đánh ra từng viên đinh sắt, đem phụ cận bị bọn họ đồng tỉnh hấp dẫn, ý đồ đến gần zombie, đánh gục. Giang thành hành động cũng mau, hai chân bắp thịt căng thẳng, nhảy lên một cái, hai tay ung dung bắt được bên cửa sổ, chui vào lầu hai. Ôi ôi! Ôi ôi! Ô ô! Hoắc! Tại hắn rơi xuống đất trong nháy mắt, hai con zombie đột nhiên xuất hiện, hướng hắn đánh tới. Đối với lần này, Giang Thành sớm có chuẩn bị, rút ra nê, pan, lạ tả, hai đào ung dung đưa chúng nó giải quyết. PS Phiếu đánh giá đạo lộ là cô đơn, phàm trần là tịch mịch. Dành cho độc giả thích ma tu, có tu đạo thiết huyết, có nhân sinh hóa phàm có sinh tử luân hồi. Mời đọc. Tải áp nghe trọn bộ ở phần mô tả. Chương 45 Thử nghiệm cảm giác Còn có loại này chuyện tốt. Ta tới thử xem. 1, 3 Nghe đọc truyện miễn phí tại truyện chấm audio. 45.54 là hẹn giờ đăng chương, trưa chiều bảo nhé, truyện tác ra gần 500c rồi, bao no. Giải quyết xong hai con nhào tới zombie. Giang Thành quan sát liếc mắt bốn phía. Đây là một cái tử điếm gửi tạp vật gian phòng, mà cái kia hai con bị hắn đánh chết zombie, lại là nơi này công nhân làm vệ sinh. Khả năng mạc nhật lúc bộc phát, bọn họ trốn cái này phòng tạp vật, nhưng xem ra, một người trong đó hẳn là bị cắn. Giang Thành lại quét mắt cửa, xác định hoàn hảo, hơn nữa đang nhốt lấy, liền thu hồi ánh mắt, và viết, ban ta định vị một cái tầng này zombie vị trí cùng số lượng. Được rồi, tiên sinh. Gia viết bằng lòng một tiếng, dừng không đến một giây, tiên sinh, tầng này cùng sở hữu 21 con zombie. Trong đó bên tay trái 5 thước chỗ có một con, 12 mét chỗ có hai con, 20 m chỗ có hai con. Bên tay phải 10 thước chỗ có một con, 17 mét chỗ bốn con, 25 mét chỗ ba con. Bởi vì Giang Thành là dựa lưng vào cửa sổ, phía sau chính là tử điếm bên ngoài, sở dĩ phía sau cũng không bao quát ở bên trong nghe xong gia viết hội báo, Giang Thành trong lòng có số lượng, bên tay trái chính là cửa Giang Tạp Vật, nói cách khác, ngoài cửa thì có một con ở phụ cận du đảng. Bất quá, hắn cũng không định lập tức đi giải quyết nó, dù sao Liễu Vũ Khanh cùng Triệu Chỉ Nhu vẫn còn ở trần xe chờ đây. Lập tức xoay người nhìn về phía ngoài cửa sổ, chuẩn bị lúc trước Liễu Vũ Khanh trước kéo lên. Chẳng qua là khi hắn lộ ra thân, ánh mắt hướng về Liễu Vũ Khanh lúc nhất thời một mảng lớn phong cảnh chiếu vào mí mắt của hắn. Lúc trước ở đoạt sở cảnh sát lúc, Liễu Vũ Khanh cùng Triệu Chỉ Nhu trên người đều dính vào rất nhiều tiên huyết, sở dĩ hai người ở trên đường liền đều thay đổi một bộ quần áo. Liễu Vũ Khanh là một bộ hồng nhạc cổ thấp thương cảm thêm ngắn quần dinh, Triệu Chỉ Nhu bởi vì mình không có đổi y phục, chỉ có thể xuyên Liễu Vũ Khanh. Mà Liễu Vũ Khanh lại thích rộng thùng thình, sở dĩ thay đổi một bộ rộng thùng thình hát sắc thương cảm cùng bó sát người quần sóc kể từ đó trên cao nhìn xuống nhìn lại hai nàng sự nghiệp tư bản nhất thời toàn bộ rơi vào rồi trong mắt của hắn quả thực nhìn một cái không sót gì nhìn đủ chưa ngẩng đầu đang chuẩn bị đưa tay liễu vũ khanh thấy gian thành ánh mắt trên người mình dừng lại bất động một cái ý thức được cái gì sắc mặt nhất thời đỏ bừng thấy bị phát hiện gian thành cũng không xấu hổ ngược lại nhếch miệng cười giấu quá kỹ, vóc người gầy, tiền vốn ngược lại là hùng hậu. Không nói chuyện mặc dù nói như vậy, động tác trên tay cũng không dừng lại. Không phải ta giấu được sâu, là ngươi ngày hôm qua căn bản không nhìn kỹ. Liễu Vũ Khanh lúc này không cam lòng tỏ ra yếu kém, chỉ là ở nàng nói xong câu đó phía sau, cũng đã mặt đỏ đến chân cổ. Lời này lượng tin tức có điểm quá lớn. Một bên đang dùng bắn đinh thương yểm hộ triệu chỉ nhu, nghe được nói chuyện của bọn họ, nhất thời cũng ý thức được cái gì, khuôn mặt cũng theo đỏ. Đem liễu vũ khanh kéo lên phía sau, Giang Thành nhếch miệng cười nhìn hướng Triệu Chỉ Nhu, đến ngươi. Ừm. Triệu Chỉ Nhu trong lòng cũng rõ ràng, nàng sự nghiệp tư bản sợ là đã sớm bị đối phương nhìn thấu thấu. Lập tức thu hồi bắn đinh thương, bắt được Giang Thành đưa ra tay, bị hắn kéo lên. Đem Triệu Chỉ Nhu cũng kéo lên phía sau, Giang Thành chưa thỏa mãn nói, về cấp bậc, không sai, cùng vũ khanh không kém cạnh triệu chỉ nhu cùng liễu vũ khanh bất đồng nàng càng thêm lớn can đảm một ít nghe được hắn mà nói nhìn không được trừng mắt liếc hắn một cái hơn nữa xúc cảm cũng không tệ đâu người có muốn thử một chút hay không chỉ là lời mới vừa ra khỏi miệng nàng liền ngây ngẩn cả người những lời này dĩ nhiên là từ trong miệng nàng nói ra được đồng thời càng thêm để cho nàng cảm thấy kỳ quái là bình thường đối mặt những người theo đuổi kia cho tới bây giờ đều cực kỳ chán ghét nàng bây giờ đối với Giang Thành trêu ghẹo, trong lòng dĩ nhiên chưa từng xuất hiện cái gì tâm tình mâu thuẫn. Còn có loại này chuyện tốt. Ta tới thử xem. Giang Thành cười cười, giơ tay lên vén tay áo lên, phản phất thật muốn thử xem một dạng. Lưu manh. Triệu chỉ nhu trận mắt liếc hắn một cái, sắc mặt ửng đỏ quay người sang đi, tránh khỏi hắn tay, bằng vào thói quen, quan sát bốn phía. Liễu Vũ Khanh đối với bọn họ nói chuyện, tự nhiên là cười nhìn lấy, vốn tưởng rằng Giang Thành rốt cuộc phải kinh ngạc, kết quả lại đã thắng, nhìn không được có chút đồng tình Triệu Chỉ Nhu, lập tức cũng trợn mắt liếc hắn một cái, theo Triệu Chỉ Nhu đánh giá bốn phía. Giang Thành không thèm để ý chút nào, đừng xem, cái này chính là một cái phòng tạp vật, đã vừa mới làm cho Gia Viết dò xét, tầng này tổng cộng có 21 con zombie phân bố ở chung quanh, trong đó cách chúng ta gần nhất, ở cửa. Gia Viết Lúc trước ở trên xe Giang Thành cho các nàng giới thiệu qua, liền nói là hắn cùng theo cái kia bộ phận trong phim ảnh gia viết, nghiên cứu ra một cái tương tự siêu cấp trí tuệ nhân tạo chương trình. Đối với lần này, hai nàng chỉ là kinh ngạc một chút, cũng không có hoài nghi gì. Giải khai. Hai nàng gật đầu, thu hồi ánh mắt. Hành động trước, Giang Thành từ miệng túi lấy ra hai bộ tai nghe bluetooth, đưa tới trước mặt các nàng, đưa cái này đội có tình huống gia viết sẽ thông qua tai nghe bluetooth nhắc nhở các ngươi. Tốt. Hai nàng bằng lòng một tiếng, riêng phần mình cầm rồi một bộ đeo ở trên lỗ tai. Gia viết khống chế xe thiết giáp ẩn núp. Giang Thành đè xuống tai nghe bluetooth phân phó nói. Được rồi, tiên sinh. Gia viết bằng lòng một tiếng. Ngoài cửa sổ lập tức truyền đến xe thiết giáp động cơ nổ ầm thanh âm, sau đó dần dần đi xa. Hành động a. Giang Thành liếc nhìn đã làm tốt chuẩn bị, rút ra chủy thủ quân dụng, đứng ở phòng tạp vật trước cửa chờ đợi Liễu Vũ Khanh cùng Triệu Chỉ Nhu, lập tức đi tới cửa, một tay lấy cửa kéo ra. Ôi ôi! Ôi ôi! Trước cửa zombie nghe được đồng tỉnh, quay đầu, vương một đôi có chút thối rửa hai tay, làm bộ liền muốn nhào tới. Giang Thành một tay cầm từ Triệu Chỉ Nhu cái kia thu hồi bắn đinh thương, một tay cầm nê, toàn, nhất mã đương tiên lao ra phòng tạp vật nghênh đón. Vèo, cua lên nê, pan, ung dung đánh chết Liễu Vũ Khanh cùng Triệu Chỉ Nhu theo sát phía sau, đi theo ra ngoài Sau đó lấy tam giác đội hình, thả nhẹ cước bộ, hướng khoảng cách bọn họ gần nhất zombie đi đến gần Lầu 2, là lấy thỏa mãn vào ở hộ khách mua sắm y phục, cùng vật dụng hàng ngày cùng còn lại nhu yếu phẩm trung tâm thương mại Phát phát hiện điểm này Triệu Chỉ Nhu, tự nhiên là vui vẻ nhất, nàng vừa vặn thiếu thích hợp y phục đâu phía trước 7 em mở chỗ có hai con. Gia viết thanh âm ở tai nghe Bluetooth trung truyền ra. Giang thành ba người ánh mắt đồng thời rơi xuống đi qua, phát hiện một nam một nữ hai con mặt tử điếm phục vụ viên ăn mặc thanh niên zombie, đang du đẳng ở hai hàng trang phục cái phía sau. Chỉ nhu bên trái, ta phải, Vũ Khanh hấp dẫn chú ý. Giang thành ra dấu tay. Lập tức cùng triệu chỉ nhu đè thấp thân thể, phân hai bên lượng quanh hướng zombie, ở đạt đến vị trí phía sau, đứng tại chỗ Vũ Khanh lập tức đứng dậy, đưa tới hai con zombie chú ý. Bất quá bọn họ còn chưa kịp động tác, Giang Thành cùng Triệu Chỉ Nhu đột nhiên từ trái phải hai bên lao ra, ung dung đưa chúng nó mang đi. Sau đó ba người phân công rõ ràng, ở Gia Viết dưới sự nhắc nhở, không đến 5 phút đồng hồ, ung dung đem tận này zombie thanh lý sạch sẽ. Cuối cùng chỉ còn lại có ở cửa thang lầu phụ cận du đảng bốn con zombie, đối với lần này, Giang Thành trực tiếp nâng lên bắn đinh thương, liên tiếp bóp cò, đánh ra từng viên đinh sắt, tinh chuẩn mệnh trung đầu của bọn nó, đưa chúng nó toàn bộ bạo đầu. PS. Phiếu đánh giá động đất à không? Đây là địa chấn của tháng này. Đây là siêu phẩm của tháng. Tải áp nghe trọn bộ ở phần mô tả. Chương 46. Tiến bộ cực nhanh liễu Vũ Khanh, không cho phép nhìn lén, 2, 3. Nghe đọc truyện miễn phí tại truyện chấm audio dọn dẹp xong lầu hai zombie, kế tiếp tự nhiên là phải tiếp tục đi lên thanh lý. Bất quá, Giang Thành cũng không có tuyển trạch đi thang máy, để nhất động tỉnh quá lớn, để nhị không gian tiểu, nếu như hấp dẫn bầy zombie, vậy quá bị động. Để tam tràn đầy không xác định tính, tỉ như đột nhiên cắt điện, bị nhốt ở bên trong, như vậy khả năng liền quá oan uổng. Đi, đi lầu ba. Bắt chuyện liễu Vũ Khanh cùng Triệu Chỉ Nhu một tiếng, cùng nhau tiến nhập hành lang. Trong hành lang, Giang Thành lưu ý xuống lầu một cửa thang lầu, phát hiện hành lang khóa cửa, liền yên tâm, không có để ý nữa, gia viết, định vị một cái lầu ba zombie vị trí, công tác thống kê một cái bọn họ số lượng. Được rồi, tiên sinh. Gia viết bằng lòng một tiếng, lập tức đem lầu ba zombie số lượng, cùng phân bố tình huống, nói cho hắn. Lầu ba là tử điếm cung cấp hộ khách dùng cơm địa phương, zombie số lượng so sánh lầu hai nhiều hơn một chút, gần 40 con đồng thời bởi vì toàn bộ đại sảnh đều là bàn ăn ngoại trừ mấy cây thừa trọng trụ hầu như nhìn một cái không sót gì không có gì che cũng để cho dọn dẹp độ khó gia tăng thật lớn ở tại bọn hắn đem cửa thang lầu phụ cận mấy con zombie giải quyết trong nháy mắt lập tức đưa tới ba con ở vài mét bên ngoài bàn ăn phía sau du đảng zombie chú ý hướng bọn họ đánh tới bất quá gian thành cùng triệu chỉ nhu phản ứng cực kỳ cấp tốc bắt lại cơ hội xông lên nhất đao một cái đánh chết còn như liễu vũ khanh phản ứng hơi chậm một bậc nhưng cũng theo sau một cước đá ngã lăn cuối cùng một con bắp đùi thối rửa zombie hơi lộ ra trúc trắc cua lên đoạn đao đâm vào zombie trên đầu đem mang đi giang thành thấy như vậy một màn trước mắt nhất thời sáng lên năng lực học tập mạnh nhất nha buổi sáng mới cho nàng quân dụng đoạn đao chém dết kỹ xảo hiện tại cũng đã có thể vận dụng đến trong thực chiến ôi 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 ô ô Giữa lúc lúc này, zombie rống lên một tiếng, bỗng nhiên vang vọng toàn bộ đại sảnh, mới vừa bạn ăn phát ra tạp âm, gây nên tầng này sở hữu zombie chú ý, quay đầu nhìn về phía bọn họ. Chú ý tự thân an toàn, tăng thêm tốc độ thanh lý zombie. Tốt. Minh Bạch. Giang Thành lập tức nâng lên bắn đinh thương, nhắm ngay chu vi top 5 top 3 lần lượt bị hấp dẫn tới, thuận lợi xuyên qua bàn ăn tiến nhập tầm bắn zombie, bóp cò, đánh ra từng viên đinh sắt phốc phốc phốc, nhất thời, từng đạo bị đinh sát bạo đầu thanh âm vang lên liên miên, làm cho từng cái zombie đầu xuất hiện một cái lỗ máu, sụi xuống ở trên mặt đất. Triệu chỉ nhu thì cầm trong tay đoạn đao, đánh về phía những thứ kia đụng vào bàn ăn té xuống đất zombie. Mà mới vừa thành công giết một con zombie liễu vũ khanh, trên mặt lộ ra một vệt tự tin, theo sát ở triệu chỉ nhu phía sau, đối phó những triệu đó chỉ nhu không kịp dọn dẹp zombie. Vẹn vẹn 4 phút, lầu ba bên trong zombie gào thét thanh âm liền hoàn toàn tiêu thất. Hiện tại xe thiết giáp không gian biến lớn, lúc đi, ngược lại là có thể từ nơi này bổ sung lại điểm nguyên liệu nấu ăn. Dọn dẹp xong lầu ba zombie, Giang Thành quét mắt nhà hàng, trong lòng âm thầm dự định nói. Sau đó thu hồi ánh mắt, bắt chuyện liễu Vũ Khanh Triệu chỉ nhu tiếp tục lên lầu bốn. Tầng này là ngôn nhạc phòng nghỉ, bao quát tắm rửa sauna spa chờ, các loại zombie đồng dạng không ít, nhưng trong đó đại bộ phận đều bị khóa ở tại trong phòng, cũng không cần lo lắng. Mà ở bên ngoài cũng liền tầm 10 con, bị bọn họ ung dung giải quyết. Phía sau tầng trệt liền đều là phòng, chỉ là càng lên cao, gian phòng càng ít, nhưng là càng thêm xa hoa, tương ứng, zombie cũng càng ít. Bất quá nhưng cũng hao tốn hơn một giờ, thanh lý đến buổi tối 7 giờ, bảo trì tam giác đội hình, một đường đẩy tới gian thành cùng liễu vũ khanh triệu chỉ nhu ba người, mới đi tới 10 thất tầng. Trong đó tuy là phát sinh một điểm ngoài ý muốn, xuất hiện một cánh tay xảy ra tiến hóa, ẩn giấu ở trong phòng, không có bị gia viết phát hiện tiến hóa zombie, nhưng cũng hữu kinh vô hiểm, bị đi tuốt đằng trước, phản ứng nhanh nhất gian thành, quê lên nê. Thàng, ung dung chặt bỏ cánh tay của nó, giải quyết rồi. Mặt khác đáng nhắc tới chính là, Liễu Vũ Khanh ở chiến đấu liên miên trung, đối với quân dụng đoạn đao chém giết kỹ xảo càng thêm thuần thục chỉ là nhìn qua như trước có chút trúc trắc, nhưng dù sao mới, chỉ có, ngày đầu tiên học tập nhà, có thể lý giải. Mà so sánh với, đặt công suất thân triệu chỉ nhu, liền rất lợi hại, vô luận là đoạn đao chém giết kỹ xảo, vẫn là cách đấu thuật vận dụng đều phi thường thuần thục, hơn nữa một đôi chân dài, cực kỳ lợi hại, một chân đá ra, trực tiếp đá ngã lăn mấy cái zombie. Được rồi, liền tầng này a, à, đi lên nữa cũng không cần phải, nơi đây cao độ đã đầy đủ, có thể quan sát được qua sông Đại Kiều. Giải quyết hết 10 thất tầng cuối cùng một con zombie, Giang Thành nhìn đồng hồ, phát hiện đã hơn 7 giờ tối, hơn nữa hai nàng đã rất mệt mỏi, trong đó Triệu Chỉ Nhu còn tốt một ít, Liễu Vũ Khanh thì tại cắn răng kiên trì, còn muốn đi lên cũng không hiện thực. Tốt. Thể lực tiêu hao, sắc mặt có chút tái nhật Liễu Vũ Khanh, xoa xoa mồ hôi tráng, đáp ứng nói. Một bên Triệu Chỉ Nhu thấy thế, từ trong túi đeo lưng cầm chai thủy đưa cho nàng, "Uống điểm thủy nghỉ ngơi một chút a." À. "Cảm ơn." Liễu Vũ Khanh nói tiếng cảm ơn, tiếp nhận thủy uống. "Chỉ nhu, ngươi bồi Vũ Khanh ở chỗ này nghỉ ngơi một chút, ta đi tìm một sạch sẽ một chút căn phòng." Giang Thành nhìn thoáng qua, nói rằng, "Không cần, ta còn đi." Không muốn cản trở Liễu Vũ Khanh, uống nước xong thoáng khôi phục chút, lắc đầu nói. Giang Thành thấy vậy, cũng không nói thêm cái gì, dù sao cái tòa này hưu tầng tử điếm tổng cộng liền 25 tầng, sở dĩ 10 thất tầng đã rất cao, tổng cộng liền 4 gian phòng lớn. Cuối cùng Giang Thành lựa chọn một cái dựa vào phía đông, rất sạch sẽ, vẫn bỏ trống lấy, không có zombie phòng xếp. Bên trong hai cái phòng ngủ, còn có một cái phòng khách và trụ phòng, trong tủ lạnh còn chuẩn bị một ít mới mẻ rau dưa hoa quả, thịt đông cũng có mấy hộp, quan sát qua sông Đại Kiều Phạm Vi nhìn cũng không tệ. Trừ cái đó ra, Triệu Chỉ Nhu ngạc nhiên phát hiện, nơi đây thủy điện cũng đều hoạt động bình thường, lúc này ngồi đối diện ở sofa nghỉ ngơi liễu Vũ Khanh hô, Vũ Khanh mau tới. Thủy điện đều vẫn là bình thường. Có thể tắm. Liễu Vũ Khanh vừa nghe, nhất thời tinh thần chấn động, mặt lộ vẻ vui mừng đi tới. Thật đát. Ngươi xem. Triệu Chỉ Nhu xoay mở trù phòng rửa chén trong ao vòi nước, nhất thời một cổ dòng sông phun ra. Thật tốt quá ta đây tự đi cầm y phục. Liễu Vũ Khanh thấy thế, toàn thân quể oải phản phất quét một cái sạch. Đối với các nàng nữ sinh mà nói, ở tận thế thế giới, có thể tắm rửa, không thể nghi ngờ là trên thế giới chuyện hạnh phúc nhất. Mà so sánh tẩy đi một thân mùi lạ, một điểm quể oải, lại tính là cái gì? Triệu Chỉ Nhu cũng lập tức đi lấy quần áo, bất quá ở hai nàng tiến nhập phòng tắm trước, lại cực kỳ ăn ý quay đầu nhìn về phía khoảng cách các nàng không đến 3 mét đúng giờ thiêu một điếu thuốc, ngồi ở bên cửa sổ nhìn lấy các nàng gian thành, trăm miệng một lời. Không cho phép nhìn lén. PS. Phiếu đánh giá, động đất à, không. Đây là địa chấn của tháng này. Đây là siêu phẩm của tháng. Tải áp nghe trọn bộ ở phần mô tả. Chương 47. Tắm so với chúng ta còn chậm, chúng ta đều chờ ngươi đã lâu, ba, ba. Nghe đọc truyện miễn phí tại truyện chấm audio. Bên trong phòng phòng tắm là do kính mờ trắng, tuy là thấy không rõ, nhưng cũng có thể mơ hồ chứng kiến bóng người. Trong miệng cắn một điếu thuốc, từ tủ lạnh bên trong cầm rồi hộp bi giang thành, nghe vài mét bên ngoài bên trong phòng tắm chơi đùa đùa giỡn, nhìn lấy mảnh nhỏ kính mờ bên trên, cái kia ấn ra lưỡng đạo mạng diệu thân ảnh. Đây không phải là đánh một tầng mô sai sao? Hơn nữa còn là sen sót. Không phải địa phương trọng yếu, cơ bản đều có thể nhìn đến, địa phương trọng yếu, đều nhìn không thấy. Kiến tạo cái này phòng xếp nhân, đúng là mẹ nó là một nhân tài. Lắc đầu, Giang Thành xoay người lại đến rồi sân thượng. Gió lạnh thổi tới, hắn cảm giác cả người cũng biết tỉnh rất nhiều. Màn đêm đã hàng lâm, cách đó không xa qua sông Đại Kiều bên trên, dần dần sáng lên từng cái đèn pha. Lưỡng đạo từ đại xe vận tải cùng mười mấy thùng đựng hàng, lâm thời tạo thành cửa khẩu đem muốn qua cầu những người may mắn còn sống sót gắt gao ngăn lại. Nhưng là không phải hoàn toàn không cho thông hành, chỉ cần thông qua tầng tầng kiểm tra, xác định cũng chưa từng xuất hiện bất luận cái gì bị zombie lây bệnh trạng cùng dấu hiệu có thể đi qua. Mà làm xong trọn vẹn kiểm tra, chỉ ít cần 2-3 phút, mặc dù có hai nơi quan khẩu, đồng thời đang cho bọn hắn kiểm tra, nhưng là không chịu nổi tới bên này nhiều người, vì vậy, càng ngày càng nhiều người sống sót bị ngưng lại ở nơi này, xếp hàng chờ đợi kiểm tra. Nhìn một mảnh đen kịch bóng người, ít nói cũng có mấy ngàn người. Còn tốt có nhiều đội cầm thương binh sĩ ở phụ cận qua lại tuần tra, bằng không những người này đã sớm không nhẫn nại được trùng kích cửa khẩu. Ngẫm lại cũng có thể lý giải, lúc này là mạc nhật, khắp nơi đều có thể nghe được zombie rống lên một tiếng, nhất là đến buổi tối, cái kia từng tiếng zombie rống lên một tiếng, từ bốn phương tám hướng truyền đến, phản phất lúc nào cũng có thể sẽ lao ra đưa bọn họ ngã nhào xuống đất một dạng, cái này ai chịu nổi. Coi như là gian thành chính mình, nếu như không có xe thiết giáp, lẽ loi một mình bên ngoài nói, cũng là biết cảm thấy rụt rè, càng chưa nói bọn họ người bình thường. Hút thuốc uống bia, nhìn cách đó không xa qua sông Đại Kiều bên trên, cái kia không lúc vang lên tiếng thương, cùng với không ngừng vang lên tiếng kêu la, còn có cái kia chưa từng có dừng lại zombie tiếng gào thét. Giang Thành ánh mắt rất thâm thúy, không ai biết tại hắn suy nghĩ gì. Thẳng đến hai nàng tắm rửa xong, ly khai phòng tắm phát ra một ít động tĩnh, mới để cho hắn thu hồi ánh mắt. Nhìn lấy mới tắm rửa xong, tóc còn chưa khô, da dẻ lộ ra một tia đỏ thắm hai nàng, gian thành nhãn tình sáng lên. Không thể không nói, hai nàng có đặc sắc, mặc một thân thư thái cổ thấp váy ngủ Liễu Vũ Khanh, đem cái kia hùng hậu tư bản sấn hiển lộ không bỏ sót. Mà Triệu Chỉ Nhu, trên thân tơ tầm đồ ngủ, hạ thân tơ tầm quần sóc, đi lại gian, một đôi chân dài lúc ẩn lúc hiện, thật sự là khiến người ta không dời mắt nổi. Lưu manh, nhìn đủ rồi chưa? Ngươi nên đi tắm. Liễu Vũ Khanh giận một nói rằng. Tốt, sẽ đi ngay bây giờ. Giang Thành cười cười, thu hồi ánh mắt, cầm chai rượu lên đem một miếng cuối cùng uống rượu dưới, cầm quần áo lên, đi vào phòng tắm. Người này, càng ngày càng không thành thật. Liễu Vũ Khanh cúi đầu nhìn một chút trên người cổ thấp váy ngủ, nghĩ đến vừa rồi Giang Thành cái kia không che giấu chút nào hừng hực nhãn thần, gò má trận trận nóng lên. Hắn không thành thật, ngươi lại càng không thành thật. Triệu Chỉ Nhu trêu gẹo Liễu Vũ Khanh một câu, biết rất rõ ràng Giang Thành là một nam nhân, lại vẫn mặc như thế mát lạnh, cái này không bày rõ ra dụ dỗ nhân gia sao. Còn nói ta, ngươi không giống nhau. Liễu Vũ Khanh gò má càng nóng, lại không yếu thế chút nào phản kích ta triệu chỉ nhu muốn tranh biện nhưng cúi đầu nhìn chính mình một thân tơ tầm dám nói không nên lời một câu nói nàng cái này căn bản không cách nào cải cò a à. hành không thèm nghe ngươi nói nữa ta đi làm cơm ta cũng hỗ trợ hai nàng chơi đùa đi trù phòng bắt đầu làm cơm tối phòng tắm vẫn đủ lớn có bảy tám m ngoài trừ một cái có thể dung ba bốn người đồng thời tắm bể tắm bên ngoài còn có hai cái vòi hoa sen mà xem vết tích, hai nàng chắc là dùng vòi hoa sen tắm. Thật không biết hưởng thụ, như thế khó được cơ hội, đương nhiên dùng bể tắm thật tốt ngâm một chút, buông lỏng một chút. Nói, Giang Thành mở ra trong bồn tắm vòi nước, bắt đầu xả nước. Cũng vì vậy, tắm lâu một điểm. Ước chừng rót hơn nửa canh giờ, Giang Thành mới, chỉ có, từ trong phòng tắm đi ra. Ngô! Thơm quá a. À. Khi hắn đi ra phòng tắm, một cổ khiến người ta thèm ăn nhỏ giải mùi thơm nhất thời sông vào mũi. Nguyên lai hai nàng đã làm xong cơm, đang chờ hắn. Ngươi rốt cuộc tắm xong, một đại nam nhân, tắm so với nữ nhân chúng ta còn chậm, chúng ta đều chờ ngươi đã lâu. Thấy Giang Thành từ trong phòng tắm đi ra, liễu vũ khanh vội vàng đứng dậy đi bới cơm. Nhanh tới dùng cơm A. À. Nhìn lấy ở trần, một thân hình dọc nước bắp thịt Giang Thành, triệu chỉ nhu gò má đỏ hồng thật vất vả tắm nước nóng, đương nhiên muốn hưởng thụ dưới lạp, dáng vẻ này các ngươi, tùy tiện lừa gạt một cái, cũng không biết tắm chưa rửa sạch sẽ. Giang thành lau tóc, đỉnh đạt đã đi tới, ngồi ở bên bàn, không thèm để ý chút nào nói. Liền ngươi sạch sẽ. Đem bốc hơi nóng cơm tẻ phóng tới Giang thành trước mặt, liễu vũ khanh giận trách trận mắt liếc hắn một cái, lập tức không ở cùng hắn nói nhảm nhiều, bưng lên bát ăn cơm bắt đầu ăn cơm toàn bộ ban ngày hoặc là đang chiến đấu hoặc là đang đuổi đường đến bây giờ nàng là thực sự đói bụng ta không phải rất biết nấu ăn những thức ăn này đại thể đều là vũ khanh làm triệu chỉ nhu gò má còn có chút ửng đỏ dù sao nàng và giang thành ngày hôm nay mới nhận thức cũng không giống như liễu vũ khanh cùng giang thành đã ngủ qua một buổi tối làm không được tùy ý như vậy liếc mắt đưa tình ha hả ngươi cũng ăn mau cơm a à? ừm mùi vị thật là không tệ đó là bốn cái đồ ăn, hai làm một khuôn thêm cái canh, ở nơi này mạc nhật phía dưới, đã là rất phong phú. Ba người đang ăn cơm, nhắc tới kế tiếp dự định. Ngươi là nói, trước quan sát một đoạn thời gian, chờ đợi thích hợp thời cơ tiếp qua cầu. Triệu chỉ nhu nghe xong gian thành dự định, có chút ngoài ý muốn. Ừm. Kỳ thực không cần, ta có cảnh viên chứng, không có gì bất ngờ xảy ra, ta nên có thể trực tiếp mang bọn ngươi đi qua nói, Triệu Chỉ Nhu còn đem mang theo người cảnh viên chứng đem ra. Ngồi ở Triệu Chỉ Nhu một bên liễu vũ khanh, gấp miệng đồ ăn, có chút hiếu kỳ liếc nhìn cảnh viên chứng, hiện tại thế đạo này, ngươi xác định ngươi cảnh viên thân phận còn hữu dụng sao? Giang Thành nhún vai, ngươi cũng nói là hẳn là, mà cái này chúng không nắm chắc hiểm, chúng ta không cần thiết mạo. Nhưng là... Triệu Chỉ Nhu há miệng, trực tiếp nghẹn lời. Chính cô ta kỳ thực cũng không có lòng tin gì, dù sao ở bên trong này đợi nhiều năm như vậy, đối với theo một quy tắc, vẫn là rất lòng biết rõ, chỉ là có chút không cam lòng. Đưa nàng biểu tình toàn bộ nhìn trong mắt Giang Thành, để chén xuống đũa, sau đó ở liễu Vũ Khanh cùng Triệu Chỉ Nhu nghi ngờ trong ánh mắt, đi hướng phòng khách sofa, từ trong túi đeo lưng xuất ra máy tính bản, về tới trụ phòng, gia viết, đem tối hôm qua lấy ra đến, cùng qua sông Đại Kiều có liên quan video, đều lấy ra. PS, phiếu đánh giá, động đất à, không. Đây là địa chấn của tháng này. Đây là siêu phẩm của tháng. Tải áp nghe trọn bộ ở phần mô tả. Chương 48 Đem tin tức trải toàn thế giới, gây nên thế giới khủng hoảng. 1. 3 Nghe đọc truyện miễn phí tại truyện chấm audio. Gia viết, đem cùng qua sông Đại Kiều có liên quan video, đều lấy ra. Được rồi, tiên sinh. Gia viết bằng lòng một tiếng, lập tức, máy tính bản màn hình hơi lóe lên, nhảy ra một đoạn video ghi hình. Trong tấm hình dung chính là qua sông Đại Kiều, nhìn nửa màn ảnh góc độ, tự hồ là quân đội một cái binh sĩ, đang dùng quay chụp thiết bị ghi chép hiện trường video. Hai nàng nhìn không được liếc nhau, không hẹn mà cùng đưa tay đem máy tính bản lấy được trước mặt các nàng, bày ở trên bàn, chăm chú xem nhìn. Đây là tối hôm qua, đang quyết định đi trước Đông Hải thành phố phía sau, làm cho Gia Viết lấy ra. Giang Thành cầm bia nói rằng. Đây là. Đang nhìn video ghi hình hai nàng, sắc mặt bỗng nhiên thay đổi. Video ghi hình trung, một cái lái xe mang theo người nhà cảnh viên, đi tới cửa khẩu trước, lấy ra cảnh viên chứng, muốn miễn trừ xếp hàng kiểm tra trực tiếp qua cầu. Kết quả quân đội người thái độ vô cùng cường ngạnh, căn bản không đồng ý, hơn nữa không có bất kỳ chừa chỗ thương lượng ngăn trở bọn họ sau đó cảnh viên đã nghĩ lái xe mạnh mẽ xông tới, kết quả làm cho Triệu Chỉ Nhu cùng Liễu Vũ Khanh không nghĩ tới chính là quân đội người, dĩ nhiên trực tiếp hạ lệnh nổ súng. Rầm rầm rầm, nhìn lấy liên tiếp tiếng súng vang lên, viên đạn đụng vào trên xe ma sát hỏa tinh, Triệu Chỉ Nhu cùng Liễu Vũ Khanh ngay người một chút. Oanh, xe cổ tiếng nổ vang lên, kèm theo hỏa quan cùng yên vụ, liếm đầy toàn bộ hình ảnh. Làm trong hình hỏa quan cùng yên vụ tán đi, cái kia vị cảnh viên cùng người nhà của hắn đã chôn cất sinh ở nổ tung trong xe nhìn đến đây hai nàng cho rằng video phải kết thúc kết quả lại phát hiện cũng không có cũng vừa lúc đó hình ảnh lóe lên một đoàn những người may mắn còn sống sót xuất hiện ở trong hình xem bộ dáng của bọn họ dường như trực tiếp xông về phía màn ảnh rầm 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 sau một khắc liên tiếp tiếng súng vang lên làm cho tất cả người sống sót dừng bước chân lại nếu như có nửa người nhiễu loạn trật tự ý đồ trùng kích cửa khẩu đánh gục tại chỗ kèm theo một vị sĩ quan thanh âm video ghi hình cũng đến đây kết thúc chỉ là ở màn ảnh đen xuống một khắc trước hai nàng mơ hồ nhìn thấy một đống thi thể đặt công ra đời triệu chỉ nhu liếc mắt phân biệt ra khỏi đó không phải là zombie thi thể mà là người sống phát phát hiện điểm này triệu chỉ nhu triệt để kinh trụ nàng cho tới nay tín ngưỡng giờ khắc này ở dần dần đổ nát. Giang thành cho nàng gấp một miếng thịt, tùy ý nói ra. Hiện tại như trước kia bất đồng, trước đây có thể sử dụng quy tắc, bây giờ đều đã bị loại bỏ, sợ dĩ suy nghĩ của ngươi, cũng muốn cải biến, bằng không, ta không dám hứa chắc, tiếp theo ngươi có hay không cũng giống như hắn. Triệu chỉ nhu trở về hoàng hồn, nhìn lấy mạng bất kinh tâm uống bia, hút thuốc gian thành, nàng cắn môi, một lát, nàng gật đầu. Ta hiểu được. Vèo, từ trong video tỉnh lại Liễu Vũ Khanh, nhìn thấy nét mặt của nàng, một cái cười ra tiếng, hắn chỉ là dạy ngươi làm sao mới có thể ở lúc này thế đạo này sống sót mà thôi, ngươi nghiêm túc như vậy làm gì? Nói, Liễu Vũ Khanh liếc nhìn Giang Thành, ta đều bị hắn đã dạy chừng mấy hồi. Ngày hôm qua ở siêu thị thời điểm, nàng có thể không chỉ một lần bị Giang Thành như thế đã dạy, tuy là nàng cũng biết, Giang Thành đây là vì tốt cho nàng, dù sao đã là mạc nhật, thế đạo thực sự thay đổi không phải là trước kia pháp chế văn minh xã hội. Người yếu đã định trước không có sinh tồn tư cách. Mà nữ nhân, trừ phi người rất mạnh, có thể chính mình bảo vệ mình, nếu không cũng chỉ có thể trở thành người khác đồ chơi. Nhất là nữ nhân xinh đẹp. Không có, Giang Thành nói hoàn toàn chính xác rất có đạo lý. Triệu Chỉ Nhu phản ứng lại, có chút ngượng ngùng cúi thấp đầu, nhanh chóng gấp miệng đồ ăn bỏ vào trong miệng, che giấu bối rối của mình. Giang Thành nhún vai, mạng sống phương pháp học 100 đầu, chỉ cần có thể nhớ kỹ một cái, ngươi liền so với người khác sống lâu. Thuốc đắng giả tật, sự thật mất lòng. Ăn cơm xong, cái bàn đơn giản thu thập một chút, cùng nhau đi tới phòng khách, ở sofa ngồi xuống. Bất quá ba người ngồi vị trí, liền có chút huyền diệu, Giang Thành ngồi ở ở giữa sofa lớn bên trên, hai nàng mỗi cái ngồi ở một bên. Giang Thành điểm điếu thuốc, đêm nay ta dự định đem lên tân thành phố bạo phát zombie virus, đồng thời đã rơi vào tay giặc sự tình, phát đến trên Internet tung ra ngoài, gây nên thế giới khủng hoảng. Phát đến trên Internet, gây nên thế giới khủng hoảng. Triệu chỉ nhu ngẩn người, thế giới không phải đã toàn bộ luân hãm sao. Từ mặt nhật bạo phát đến bây giờ, nạn cơ hồ không có bất luận cái gì cơ hội tiếp xúc điện thoại di động cùng truyền hình, chớ đừng nhắc tới lên mạng xem tân văn, cho dù có thời gian, cũng sẽ lợi dụng thời gian này bảo trì cảnh giác đồng thời nhắm mắt nghỉ ngơi một chút. Dù sao thân ở mạc thế, thả lỏng cảnh giác sẽ chết người đấy. Căn bản không có bất luận cái gì cơ hội giống như bây giờ, mỹ mỹ tắm rửa, đổi thân quần áo sạch, tuy đẹp xinh đẹp ăn phong phú bữa cơm, cuối cùng tuy đẹp xinh đẹp dựa vào ở trên ghế salon, trò chuyện dự định, đàm luận kế hoạch. Cho nên nàng vẫn cho là, toàn thế giới đều luân hãm. Không có, tối hôm qua chúng ta ở trên tin tức lấy được tin tức thế giới còn không có toàn bộ rơi vào tay giặc liễu vũ khanh cấp tốc giải thích một câu sau đó cũng nghi ngờ nhìn về phía giang thành gây nên thế giới khủng hoảng cái này dạng có ích lợi gì chứ nghe xong liễu vũ khanh giải thích triệu chỉ nhu nội tâm khẽ thở phào nhẹ nhõm không có toàn bộ rơi vào tay giặc liền chứng minh còn có hy vọng bất quá ngay sau đó nghe được nghi vấn của nàng cũng một cái đưa tới chú ý của nàng ánh mắt đồng dạng nhìn về phía giang thành chờ đợi câu trả lời của hắn đối với hai nàng ánh mắt nghi ngờ giang thành không có giải thích cầm lên đặt ở trên bàn uống trà bi nhấp một hớp hỏi ngược lại lấy quân đội bây giờ bố phòng độ mạnh yếu các ngươi cảm thấy chúng ta có thể xông qua tỷ lệ lớn bao nhiêu liễu vũ khanh không hề nghĩ ngợi trực tiếp lắc đầu hầu như không có hy vọng giang thành nhìn về phía triệu chỉ nhu triệu chỉ nhu cau mày hơi trầm tư ngẩng đầu nhìn về phía Giang Thành. "Ta muốn, ta đại khái hiểu ý của ngươi." Giang Thành cười không nói, ý bảo nàng nói một chút coi. Liễu Vũ Khanh ánh mắt theo nhìn về phía Triệu Chỉ Nhu. Tin tức tung ra ngoài, mặc dù sẽ gây nên thế giới khủng hoảng, nhưng cũng rất trực tiếp nhắc nhở toàn thế giới sinh hoạt tại an toàn thành trong thành phố đám người, quan phương ở che đậy tin tức. Ngoài giới trên thực tế đã rơi vào tay giặc. Cứ như vậy, Sinh hoạt tại trong thành phố đám người, nhất định sẽ nghĩ trăm phương ngàn kế để cho mình có thể ở tương lai thành thành phố rơi vào tay giặc phía sau, thành công sống sót. Làm cho người nhiều hơn, trước giờ thành lập tường vây, làm tốt các biện pháp đề phòng. Mà sống càng nhiều người, mới có thể có nhiều người hơn chống đỡ zombie, văn minh xã hội hệ thống mới sẽ không tan vỡ. Cái này dạng cũng cho chúng ta nhiều rất nhiều điều đường lui. Trừ cái đó ra, còn có thể đem sự hiện hữu của chúng ta cảm giác cực đại suy yếu. Cho đến, binh bộ chữ nhật bộ phận hoàn toàn coi nhẹ sự hiện hữu của chúng ta. PS Phiếu đánh giá đạo lộ là cô đơn, phàm trần là tịch mịch. Dành cho độc giả thích ma tu, có tu đạo thiết huyết, có nhân sinh hóa phàm, có sinh tử luân hồi. Mời đọc Tải áp nghe trọn bộ ở phần mô tả Chương 49 Toàn cầu khiếp sợ các nàng đã bắt đầu dần dần thói quen cái này sụp đổ thế giới. 2. 3. Nghe đọc truyện miễn phí tại truyện chấm audio. Tuy là ta không biết ngươi sẽ dùng phương pháp gì tới phá tan qua sông Đại Kiều cửa khẩu, nhưng ta rõ ràng, chỉ cần là sông, liền tất nhiên sẽ gây nên binh bộ coi trọng. Súng bắn chim đầu đàn, chúng ta tuyệt không thể làm cái này chỉ chim đầu đàn. Mà chỉ cần toàn thế giới đều rơi vào khủng hoảng, các nơi xuất hiện bạo động, liền sẽ không còn có người chú ý chúng ta. Một bên Liễu Vũ Khanh nghe được một nửa thời điểm, liền đã hiểu, lúc này nghe xong Triệu Chỉ Nhu phân tích, nhìn về phía Giang Thành ánh mắt biến đến càng thêm không giống nhau. Nguyên lai like là cái này dạng. Nàng không nghĩ tới, Giang Thành dĩ nhiên đã suy tính như thế lâu dài sự tình. Vẹn vẹn bằng vào một câu nói, liền đoán được ý của ta. Nghe xong Triệu Chỉ Nhu phân tích, Giang Thành gật đầu, ngược lại có chút xem thường ngươi bị Giang Thành khích lệ, Triệu Chỉ Nhu sắc mặt đỏ hồng, ta chỉ là tùy ý đoán. Giang Thành cười nói, có thể đoán được, cũng là thật lợi hại. 9 giờ tối. Cùng hai nàng trò chuyện Giang Thành, nhìn đồng hồ. Không còn sớm, bắt đầu đi. Giang Thành phân phó nói, Gia viết, đem ngày hôm qua cùng ngày hôm nay lấy ra đến zombie video, toàn bộ phát đến trên Internet. Mặt khác, còn có các nơi binh bộ sát nhân, Dết zombie video cũng cùng nhau phát đến trên Internet. Nhớ kỹ làm một ít xử lý, khiến chúng nó không cách nào bị theo dõi cùng cắt bỏ. Được rồi, tiên sinh. Gia viết bằng lòng một tiếng, lập tức đem đi qua các loại camera thiết bị lấy ra đến video, toàn bộ phát đến rồi trên Internet. Hầu như trong nháy mắt, toàn bộ võng từng cái quốc gia chưa tê liệt chủ lưu video website đã bị phô thiên cái địa cùng zombie có liên quan video bao trùm. Triệu Chỉ Nhu cùng Liễu Vũ Khanh thấy thế, ôm hiếu kỳ, riêng phần mình mang tới một cái laptop, sau đó mở ra một cái video website, xem đứng lên. Liễu Vũ Khanh mở ra là quốc nội website, Triệu Chỉ Nhu dù sao đặt công xuất thân, đối quốc bên ngoài website có chút hiểu, thấy Liễu Vũ Khanh mở ra quốc nội website phía sau, lựa chọn mở ra ngoại quốc website. Chỉ thấy, vô luận là mạng bên ngoài vẫn là quốc nội video website, và viết ban bố những thứ kia video đã hoàn toàn bao trùm toàn bộ võng trạm trang chính. Nhiều như vậy. Hai nàng mang theo kinh ngạc, tùy ý mở ra một cái video. Đây là mặt nhật mới lúc bộc phát, trên đường phố giam khống tham đầu chụp được một đoạn video. Chặn đầy xe trên đường phố, từng cái zombie gào thét xuất hiện, đem từng cái mờ mịt lún cuốn người qua đường gục, cắn xé lây. Tiếng thét chói tai, tiếng kêu thảm thiết, tiếng trống to liên tiếp. Từng chiếc một xe đánh vào nhau, bốc lên nồng đầm khói trắng, giấy lên chói mắt hoa lửa, cuối cùng bạo tạc, lưu lại hai cốt. Đường phố mặt đất, khô khốc nâu huyết dịch, bị ăn còn dư lại cục tay cục chân, thi thể huyết nhục mơ hồ, tùy ý có thể thấy được. Ô ô! Hoác! Ôi ôi! Ôi ôi! Đối với lần này, triệu chỉ nhu diện vô biểu tình, liễu Vũ Khanh thì khẽ nhíu mày một cái, tuy là đã dần dần thói quen, nhưng đây là nàng lần đầu tiên nhìn thấy mặt Nhật mới lúc bộc phát trên đường phố thảm trạng, nhất thời trong lòng có chút xúc động. Từ trong video thu hồi ánh mắt, hai nàng mở ra bình luận. Đây là cái gì điện ảnh? Đặc hiệu tốt chân thực a. À? Thiên Nột. Quá Cơ Tư ảnh nghiệp đặc hiệu, cũng làm không được giống như thật vậy chứ. Còn có những thứ này quần chúng diễn viên, cũng quá chuyên nghiệp a. À? Cái kia bộ phim phim quảng cáo a, à? quá muốn nhìn bộ phim này vừa lên ánh tuyệt đối ho khắp cả nước a à, quá ngưu liễu vũ khanh nhìn đến đây không khỏi lắc đầu không nói dĩ nhiên cho là đang đóng phim làm đặc hiệu triệu chỉ nhu đồng dạng lắc đầu bởi vì nàng tại ngoại võng cũng nhìn thấy tương tự bình luận những người này còn bị chẳng hay biết gì sinh hoạt tại an toàn thành thị cho là như vậy cũng coi như bình thường dù sao chẳng ai nghĩ tới đã từng chỉ ở trong phim ảnh thấy kiều đoạn sẽ xuất hiện tại hiện thực ngoa tao Người nọ khá quen à, thật giống như ta một vị lão đồng học, hắn không phải ở trên tân thành phố công tác à, khi nào đi kẻ chạy cờ rồi hả? Chờ, các loại. Trên lầu huynh đệ ngươi không nói ta còn thực sự không có phát hiện, chỗ này không phải bên trên tân thành phố giàu hoa đường phố à. Giàu hoa đường phố. Ngoà tao. Thật đúng là. Ta biểu đệ chính là ở bên kia công tác. Ngu ngốc các ngươi xem video cũng không nhìn tiêu đề sao? Bên trên tân thành phố triệt để rơi vào tay giặc. Trở thành zombie nhạc viên. Thiệt hay giả? Rơi vào tay giặc. Zombie nhạc viên. Đùa thôi chứ. Bên trên tân thành phố bao lớn a, à, nhân khẩu hơn 10 triệu, làm sao có khả năng nói rơi vào tay giặc liền rơi vào tay giặc. Nói đúng là a, à, cái này luân hãm thì còn đến đâu? Ta mới đánh ta biểu đệ điện thoại không gọi được. Ta đánh lão đồng học điện thoại, cũng là không gọi được. Kịch liệt thảo luận bình luận khu, hòa phong từ tán tháng kỹ xảo điện ảnh làm chân thực, cảm thấy thật là lợi hại, chuyển biến đến hoài nghi trong video phát sinh là chân thực sự kiện, bắt đầu gọi điện thoại xác nhận, dần dần phát sinh kinh hoảng bình luận. Liễu Vũ Khanh cùng Triệu Chỉ Nhu toàn bộ nhìn ở trong mắt, ngẫu nhiên lắc đầu đàm luận vài câu, cảm thấy bình luận của bọn hắn nực cười bởi vì các nàng mở ra rất nhiều video phía dưới bình luận khu, đều phát hiện cho tới bây giờ, như trước có người không tin, mặt Nhật đã tới. Đồng thời cảm thán binh bộ bảo mật tính làm thật tốt, đám bạn trên mạng tính cảnh giác, sức quan sát thật hạ đẳng chờ, các loại. Ngồi ở trên ghế salon mang theo một lon bi giang thành, cười tủm tỉm nhìn lấy các nàng, đối với các nàng đàm luận, cũng không có sen mồm. Các nàng đã bắt đầu dần dần thói quen cái này sụp đổ thế giới mấy phút sau, trong tay uống rượu hết. Các ngươi tiếp tục lưu ý, ta đi gian phòng chỉnh lý công tác thống kê một cái súng đạn. Cần ta giúp một tay sao? Triệu Chỉ Nhu quay đầu nhìn thoáng qua. Không cần. Giang Thành bỏ lại rượu hộp, khoác tay áo. Đứng dậy về đến phòng, đóng cửa phòng phía sau, Giang Thành đem 10 cái vũ khí trong túi sở hữu súng ống đạn dược, một hơi thở toàn bộ đem ra, chỉnh tề trưng bày ở tại gian phòng trên sàn nhà hao phí 7-8 phút, đại thể thống kê một cái. Trong đó trọng hình Sniper rifle một bả, hạng nhẹ Sniper rifle 2 thanh, súng trường 7 chui, Shogun 5 cây, súng lục 10 chui, chủy thủ quân dụng 10 chui, tay lôi ngủ 10 miếng, 7.62 ly viên đạn 3.000 phát, 5. 8 ly viên đạn 1.500 phát, 5.56 ly viên đạn 1.500 phát. Thác yên, ngồi ở trên giường Giang Thành, nhìn lấy những súng ống này, hô, hệ thống, đối với những súng ống này, có cái gì? Không tốt cải trang phương án. PS Phiếu đánh giá đạo lộ là cô đơn, phàm trần là tịch mịch. Dành cho độc giả thích ma tu, có tu đạo thiết huyết, có nhân sinh hóa phàm, có sinh tử luân hồi. Mời đọc Tải áp nghe trọn bộ ở phần mô tả. Chương 50 Cải trang phương án, thăng cấp quân hỏa vũ khí. 3. 3 nghe đọc truyện miễn phí tại truyện chấm audio thắc yên ngồi ở trên giường giang thành nhìn lấy những súng ống này hệ thống đối với những súng ống này có cái gì không tốt cải trang phương án ken sở hữu súng ống cũng có ba bộ cải trang phương án mỗi bộ cải trang phương án cần tiêu hao bất đồng tài liệu bất đồng tích phân hệ thống thanh âm lập tức vang lên đáp lại nói lại có ba bộ phương án giang thành hơi ngoại ý muốn Trước đây cải trang bắn đinh thương bất quá cũng chỉ có hai bộ mà thôi. Theo thứ tự là cái kia ba bộ. Ken Theo thứ tự là toàn phương diện tăng cường phương án, đơn phương tăng cường phương án cùng với hợp thành tăng cường phương án. Hệ thống trả lời Bọn họ có cái nào phân biệt? Cặn kẻ giới thiệu một chút. Giang Thành dò hỏi Bộ thứ nhất, toàn phương diện tăng cường phương án, có thể mang súng ống đạn dung lượng, quy lực, sức vật. Tầm bắn chờ, các loại, tăng lên trên diện rộng, cũng có thể đem một cây súng lục cải trang thành súng trường, cần tiêu hao đại lượng vật liệu thép cùng tích phân. Để nhị bộ đơn phương tăng cường phương án, có thể mang súng ống đơn phương tính năng tăng lên trên diện rộng, như bắn dung lượng, tầm bắn, uy lực, sức giật, tầm bắn chờ, các loại, cần tiêu hao ít số lượng vật liệu thép cùng tích phân. Để tam bộ hợp thành tăng cường phương án, có thể mang nhiều món vũ khí cải trang thành nhất kiện tăng lên trên diện rộng cái này vũ khí toàn phương diện tính năng không cần tài liệu chỉ cần tương ứng số lượng tích phân hệ thống truyền ra lãnh băng băng thanh âm phân biệt đem ba bộ phương án giới thiệu đi ra bộ thứ nhất toàn phương diện tăng cường cần đại lượng vật liệu thép không biết những thứ kia đinh thép có thể không có thể cần dùng đến có đủ hay không dùng còn như đệ nhị bộ cùng đệ tam bộ đối dưới mắt tình huống ngược lại càng thích hợp hơn một ít nghe xong hệ thống giới thiệu Giang Thành trầm tư vài giây, kiểm tra một hồi đinh thép số lượng, trong lòng dần dần có ý tưởng. Thanh kia súng nhắm hạng nặng, tuyển trạch bộ thứ nhất cải trang phương án, hai thanh súng nhắm hạng nhẹ tuyển trạch đệ nhị bộ cải trang phương án, còn như những vũ khí khác, số lượng rất nhiều, có rất nhiều đêm, mà bọn họ chỉ có ba người, sở dĩ tuyển trạch đệ tam bộ, hợp thành tăng cường phương án là tốt nhất. Làm ra quyết định, Giang Thành cũng không do dự, trực tiếp hỏi nói, hệ thống, súng ngắm hạng nặng tuyển trạch bộ thứ nhất cải trang phương án, tính năng có thể tăng cường bao nhiêu. Mặt khác cần bao nhiêu vật liệu thép cùng tích phân. Ken QBU 10 thức phản khí tài Sniper Dripper, nguyên đường kính vì 1.2.7 ly, toàn bộ nặng 12 kg, đều dài 1.380 ly, băng đạn dung lượng 10 phát, tầm sát thương 1.500 m, viên đạn sơ tốc 825 m mỗi giây. 1.500m độ chặt chẽ vì một hoa, ống kính nhắm phóng đại suất 8 lần. Sau khi cải trang đường kính vì một 2.7 ly, toàn bộ nặng 8kg, đều dài 1.250 ly, băng đạn dung lượng 15 phát, tầm sát thương 3.000m, viên đạn sơ tốc 958m mỗi giây, 3.000m độ chặt chẽ không. Năm moa, trắc miễu hợp nhất hồng ngoại nhiệt thành giống như ống kính nhắm phóng đại suất 16 lần. Cần tài liệu vật liệu thép 15 kg, tích phân 1.000 điểm. Trọng lượng giảm bớt 4 kg, chiều dài rút ngắn 130 ly, càng thêm thuận tiện mang theo, băng đạn dung lượng tăng thêm 5 phát, giảm bớt đổi đạn số lần, hơn nữa tầm bắn cũng tăng lên trọn một lần, triệt để thoát khỏi tiếng thương phạm vi, tương đương với nói 3.000 mét bên ngoài có thể lặng yên không một tiếng động đem địch nhân kích sát. Viên đạn sơ tốc tăng lên hơn 100 mét mỗi giây, hầu như đạt tới ngàn mét mỗi giây, tương đương với nói ngàn mét bên trong, bóp cò trong nháy mắt, còn chưa kịp chớp mắt, viên đạn đã đến. Xả kích độ chặt chẽ lật gấp 4 không ngừng. 1.500 mét độ chặt chẽ vì một moa, ý là viên đạn đến 1.500 mét lúc, cùng mục tiêu sai số nhỏ một khối tiền xu, mà 3.000 mét độ chặt chẽ không. Năm moa có thể tưởng tượng được, sai số có bao nhiêu nhỏ. Trừ cái đó ra, ống kính nhắm phóng đại suất cũng tăng lên gấp đôi, hơn nữa cụ bị tự động đo lường tính toán khoảng cách, tự động hiệu chỉnh chờ, các loại, công năng, không cần thủ động đi điều. Ngưu bức Giang Thành nhớ kỹ 10 thức phản khí tại Sniper Drifter, quan phương dùng phổ thông viên đạn khảo nghiệm uy lực thì 500 m có thể đục lỗ 8 ly dày thép tấm. 1.200 m có thể đục lỗ 4 ly dày thép tấm, bây giờ mỗi cái thuộc tính đều lật thật nhiều lần, uy lực liền càng để cho người mong đợi. Còn như tài liệu. Còn được, có thể tiếp thu, những thứ kia đinh thép hẳn là đầy đủ. Tích phân nói, tiêu hao một phần ba, cũng miễn cưỡng có thể tiếp thu, dù sao các phương diện tính năng đều có tăng cường rõ rệt, lật trọn một lần, không nói khác, chỉ từ tầm sát thương đến xem, cũng đã bỏ rơi ba rét mấy con phố. Nghe xong hệ thống giới thiệu, Giang Thành trong lòng đối với sau khi cải trang súng nhắm hạng nặng, có biết nhất định, lập tức không có do dự nữa, trực tiếp đem lúc trước ly khai siêu thị lúc một tia ý thức trang bị đinh thép sách ra. Tổng cộng hai cái vũ khí túi, mỗi túi chứa có 10kg tả hữu đinh thép. Ngược lại về sau có súng ngắm hạng nặng cùng súng ngắm hạng nhẹ sử dụng, cũng không cần trọng hình bắn đinh súng, còn không bằng phế vật lợi dụng một chút. Ken Tài liệu đã thỏa mãn, có hay không lập tức bắt đầu cải trang? Khi hắn đem hai cái trang bị đầy đủ đinh thép vũ khí túi xuất ra phía sau, hệ thống thanh âm lập tức vang lên. Còn tốt, đinh thép cũng coi như vật liệu thép, có thể sử dụng. Giang Thành lập tức gật đầu nói là Lập tức cải trang Ken QBU Mười thức Sniper Dripper chấp hành bộ thứ nhất toàn phương diện tăng cường phương án, bắt đầu cải trang. Theo hệ thống thanh âm vang lên, vũ khí trong túi đinh thép lập tức lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được giảm bớt đi, đồng thời gian thành tích phân, cũng một cái giảm bớt một nghìn điểm mà tương ứng, súng ngắm hạng nặng vẻ ngoài cũng từng bước phát sinh biến hóa, các phương diện tính năng cũng theo đó không ngừng tăng cường. Giang Thành nhìn thoáng qua, liền không có ở quảng, ánh mắt rơi về phía cái kia hai thanh súng ngắm hạng nhẹ, hệ thống, hai thanh súng ngắm hạng nhẹ tuyển trạch đệ nhị bộ cải trang phương án. Ken 85 thước Sniper Ripper, nguyên đường kính vì 7.62 ly, toàn bộ nặng 4. 4 kg, đều dài 1.220 ly, băng đạn dung lượng 10 phát, tầm sát thương 1.000 m, viên đạn sơ tốc 8 30 m mỗi giây, ngàn mét độ chặt chẽ 1. Hai moa, ống kính nhắm phóng đại suất 6 lần. Xin hỏi tuyển trạch cái kia hạng thuộc tính cải trang. Giang Thành liếc nhìn súng nhắm hạng nhẹ nguyên tính năng, lúc này dò hỏi, hệ thống, có thể tuyển trạch nhiều hạng sao? Ken Đơn hạng tính năng cải trang cần vật liệu thép 1kg, tích phân 100 điểm mỗi nhiều tăng thêm hạng nhất thuộc tính, cần nhiều hơn 2 kg vật liệu thép, 150 điểm tích phân. Cái này cũng quá đen tối chứ. Chiếu nói như vậy, toàn bộ tính năng đều tăng cường một cái, cần tài liệu cùng tích phân, so với bộ thứ nhất phương án nhiều vài lần. Giang Thành nghe xong hệ thống trả lời, nhất thời ngạc nhiên. Bất quá nghĩ lại một cái, cũng là, bộ này phương án chuyên môn vì tiết kiệm tài liệu chuẩn bị, nếu như tài liệu sung túc, đều sẽ chọn bộ thứ nhất chứ không có lựa chọn khác hắn chỉ có thể tiếp thu hệ thống hai cây súng đều lựa chọn đường kính cùng xạ kích độ chặt chẽ cái này hai hạng thuộc tính còn như những thứ khác tính năng đều đủ để ứng đối lúc này tình huống mà ống kính nhắm đây là có thể thay đổi không cải trang cũng không quan hệ chỉ cần về sau tìm được rồi thích hợp bội số lớn kính trực tiếp thay đổi là tốt rồi dĩ nhiên nếu như tài liệu đầy đủ hắn còn muốn đem tầm bắn cũng tăng cường một cái. Nhưng theo hắn phỏng chừng, hai túi đinh thép ở súng ngắm hạng nặng cải trang hết phía sau, cũng liền thừa lại 6-7 kg, gần đủ hắn tuyển trạch tăng thêm hai cây súng hai hạng thuộc tính, sở dĩ cuối cùng lựa chọn cái này hai hạng. Dù sao so sánh còn lại, cái này hai hạng càng then chốt, đường kính đại biểu súng ống uy lực, mà xạ kích độ chặt chẽ lại là một khẩu súng hạch tâm. Khi hắn làm xong tuyển trạch phía sau, Mười thước sniper Ripper cũng vừa dễ thay đổi hoàn tất, hệ thống thanh âm lập tức vang lên, ken. Tài liệu đã thỏa mãn, có hay không lập tức bắt đầu cải trang? Giang Thành không có bất kỳ do dự nào, là Lập tức cải trang PS Phiếu đánh giá, động đất à, không Đây là địa chấn của tháng này Đây là siêu phẩm của tháng Tải áp nghe trọn bộ ở phần mô tả